Không, mấy cái
nói nghe này ạ. Tối nay á, cái chất vải lụa rếp ấy, em cho nhân viên cắt cho các chị khoảng 2 ngày nữa, là có nghĩa là tối nay cắt một loạt. Và trưa mai sáng mai bán thêm một loạt nữa. Vì nhà em về một chất vải mới cho các chị để có thể bán cho các chị, nói chung là rất là nhiều. Cho nên tối nay em sẽ đặt hẹn giá cho các chị nghe rõ nha, đặt hẹn giá. Giá cho các chị màu trơn nha, coi như là thiên đường của màu trơn luôn. Nên là hôm nay ai có nhu cầu mua thì các chị mua ngay và liền cho em, cực kỳ đẹp. Cho em một lượt chia sẻ livestream các chị ơi, chia sẻ livestream cho em với. Có thể là ở bên kia bị rớt cái dây ra hay là mở điện chưa? Mở điện chưa? Nó kéo tụt cái dây mạng. Cái gì? Tụt cái dây mạng của em. Đứa nào kéo tụt dây mạng? Từ nãy giờ ngồi đây ai kéo tụt dây mạng? Sao mà ngày nào cũng nhắc về cái dây mạng này hoài luôn hả mọi người? Không bao giờ chị nghe hả? Cái ngày mai giờ toàn bộ những cái hàng gì ra ngoài. Đứa nào ngồi mà còn dây dây mấy cái dây mạng bích quét quét ở đằng sau nữa. Đã nói rất là nhiều lần cái dây mạng rồi. Không thì ngày mai để nó lên trên đầu á, nó khoảng ngồi vô. Biết là mỗi lần người ta ra vào rất là vất vả hay không? Còn biết đi lắm không? Dưới đây còn cái áo gì nữa đây? Cái này là quần nhét hai hay quần hai nhét?
Cẩm tú lươn xanh đen. Cho em đỏ đô. Đỏ đô cho em nha. Phạm Thị Ngọc Bích vàng đồng. Đỏ đô cho em 100 ngàn. Khăn Diệp tím khen cho em luôn 100 ngàn cho em luôn nha mấy chế ơi. Khăn Diệp tím khen cho em 100 ngàn. Khăn Diệp rêu cho em. Kem bùi đỏ đô. Cỏ úa này cho em 100 ngàn luôn này các chị. Trương Thúy Trinh tím than. Tím than vòng 1. Tím than chiều nay mới chạy ở đâu, có thấy ở đâu không? Cẩm tú lương xanh rêu. Này các chị này, đây là lụa hồng, đây là lụa bạc vàng. Kim Tuyền Huynh tím than. Chị nào lấy thì các chị chốt bạc chè 130 cho em. Phạm Thị Ngọc Bích rêu. Bạc chè 130 cho em. Cẩm tú lương cỏ úa. Hồng chè 130 cho em. Trung Thịnh bạch trà. Hoa này mới bán sốt sừng sột, sức sừng sực, nhiều người còn chưa có hàng để bán luôn. Trời ơi này trời. Xả luôn cho em vàng. Vàng cho Phạm em Thị Ngọc Bích hồng trà 250 ngàn một áo, giảm khoảng 90 ngàn cho các chị luôn. Vàng 180 cho em. Xanh lá. Xanh lá 160 cho em luôn. Kim Phụng vàng 160. Phạm Thị Ngọc Bích vàng 160. Đỏ đô 160. Kim Tuyên Huynh xanh lá. Cỏ úa 160 cho em luôn. Lá mẹ 160 cho em luôn. Này, quả này chưa này em mặc nó mới thế. Thiết kế này. Lụa tầm xuân này. Phạm Thị Ngọc Bích cỏ úa. Cho em là tầm xuân 160 luôn. Tầm xuân 160 cho em luôn nha. Thúy Kiều đỏ đô. Cho em là hồng son. Hồng son 160 luôn. Phạm Thị Ngọc Bích lá mạ. Trắng cho em 160 luôn các chị. Nói chung là những áo này này nằm trong hàng bom. Và một áo dẹp cho các chị thẳng gần 100 ngàn luôn. Ngọc Bích Hồng. Cho em gặt 160 luôn. Thì em còn đầy các chị, nhưng mà em không có thể bom vào trong cái lô hàng của em. Em bán em để ý bao nhiêu lần. Phương Đỗ Tầm Xuân. Em nói với các chị trời ơi, cả lô hàng nó là nó vía kinh hoàng nên cho nên là phải hết. Cho em là hoa xuân đỏ đô 160 luôn. Nó mà nhớ nhung cái gì Ngọc Bích Lạnh. Nó đẩy lên cho thằng Tâm ở trên nhà rồi. Rồi thằng Tâm nó xuống nó kháng rồi nó không nói nữa. Phạm Quyên đỏ đô. Cho em là cà rốt nha. Cà rốt 130 cà. Cỏ úa 130 cho em luôn. Hương Đạnh Trắng. Cho em là xanh đen 130 luôn này các chị. Vàng này em đang là có ý định bán cho các chị luôn là giá của em 200 ngàn một áo luôn á. Chị nào lấy chị các chị chốt vàng lá cho em 130 luôn. Và cắn chém cho em 130 luôn nha mấy chế nha. Còn em cho bán cho các chị. Đi chốt cái này đi. Đúng em lấy này cho các chị. Còn cắn chém thì còn không? Hàng đắt có mang lên chưa? Thấy trong những cái bịch xếp ở dưới đất ấy, là thấy có cái màu không hề xếp mà có những cái màu là có xếp. Bình chương sang đen. Giờ có bao nhiêu bạn bình chương ngày mai cắt tiếp bán tiếp. Còn nếu như mà tí nữa tính nhẹ còn những màu này còn em chưa được hoàn cắt đồ thì mọi người chịu trách nhiệm nha. Hương Đạm cà rốt. Phạm Quyên vàng.
Thị Lệ Thủy Canh Gián. Đây là chất vải lụa bếp này các chị. Em cho các bạn cắt ra có nghĩa là nó không quan trọng là nhiều hay ít, mà em cắt bao nhiêu em bán bấy nhiêu, và em giảm giá cho các chị. Hầu như là em bán với cái giá mà thấp nhất cho các chị có thể rồi là giá 100.000. Còn ngày mai thì em sẽ ra mắt chất mới. Còn nếu tí nữa mà các chị vẫn không đủ đáp ứng của các chị thì em sẽ tung ra vải mới cho các chị, vải mới của em bật mí cho các chị nha. Ở trên này có keo không ạ? Nó giống 95-98% lụa Thái Tuấn em mặc trên người, nhưng giá chỉ có 130.000 thôi các chị. Các chị có tin không? Em về cho các chị tính ra ngày hôm nay được có 7 màu thôi, ngày mai được thêm 3 màu nữa là tổng nó đúng 10 màu duy nhất luôn. Và em nói nghe này, với một cái chất lượng đó mà bán cho các chị chỉ giá 130.000 một áo luôn, là mai lúc các chị phải mua còn nhiều hơn cả Thái Tuấn thiện như em đang mặc luôn. Và em bật mí với các chị là nó giống 95% đến mức độ ấy. Các chị biết hàng nó làm cho em rất là lâu năm, nhưng mà 2 năm mấy luôn, mà nó rất làm về vải luôn, mà lúc đầu nó còn mệt, tuy nhiên nó bảo là vải này sao giống Thái Tuấn thế. Này. Ok chị Cẩm Tú Lương, các chị nhìn thấy giống không? Giá siêu đẹp, chất vải cực đẹp nha. Chất này hồi trước em có bán gần giống khoảng chừng 95% thôi. Các chị nhìn thấy giống không? Nhưng mà em lựa những cái màu không giống hàng của Thái Phấn cho các chị. Nhưng mà trước tiên giờ em bán lụa bếp trước nha, 90.000 một áo cho em. Chị nào mà là mua về bán, mua về sử dụng, mua về mua đi bán lại, chị lòng mua thêm live stream cho em nha. Đây là chất vải em đang cầm, và hôm nay em đại hạ giá cho các chị 90.000 một áo. Chị nào lấy thì các chị chốt hồng trắng xem cho em. Một áo 2m, khổ 1m6 cho các chị yêu ơi. Cẩm Tú Lương hồng cánh sen 2 áo luôn. Các chị có tin là cái mặt đó giống này em đang mặc 230.000 một áo, giống đến ngỡ ngàng luôn á. Chỉ có điều là nếu mà nó chất vải đẹp hoàn hảo như của Thái Tuấn thì không có. Nhưng mà chất ngang phải dùng từ gọi là 10-7, đó là các chị mua được một cái giá rất là tốt nha. Tí Cần hồng cánh sen, Châm Chân hồng cánh sen, Lan Hoàng hồng cánh sen, Linh Hoàng hai áo hồng cánh sen, Nguyễn Tú Lan hồng cánh sen. Cái này là gì vậy? Cái này là gì vậy? Mỹ Huệ hồng cánh sen, Thoa Nguyễn hồng cánh sen. Cái này là gì đây? Cái này là gì? Bỏ cái view cuối cùng. Của ai mà em đâu biết, nãy em lên em thấy để chỗ này nên mới sát em để chỗ này. Rồi, chị nào lấy thì các chị chốt bỏ cái đi cho em. Giá cho em 90.000 một áo nha. Tan đen cho em, mẫu nào mà có trong bực thì đưa lên cho mình cho chị trước. Mẫu nào mà có treo ở đây mà còn hồng cánh sen em hết nha các chị ơi. Các chị ơi, cho em này, cho em là tan đen giá 90.000. Cẩm Tú Lương tan đen 2 áo. Lan Hòa xanh đen. Trời ơi, cơ hội ngàn năm có một luôn. Hồng cánh sen em hết rồi các chị ơi. Các chị ơi, cho em xanh đen. Chị nào lấy xanh đen thì chốt xanh đen cho em. Không thích xanh đen em quay luôn nha. Bàn đồng cho em. Chị Nguyên xanh đen 2 áo. Anh xanh đen. Hà Đặng xanh đen. Soda Trinh xanh đen. Diệu Lan xanh đen. Trân Châu Châu xanh đen. Bí Ngô xanh đen. Ngô Thị Ba xanh đen. Trần Nguyễn Yến Như xanh đen. Kiều Trần xanh đen. Kim Liên xanh đen. Nguyễn Thị Thu Thảo xanh đen. Ánh Trần xanh đen. An Nhiên xanh đen. Song Huy Nguyễn xanh đen. Kem Vô xanh đen, Huệ Phạm xanh đen, Đàm Huyến xanh đen, Nguyễn Thị Kim Hương hai áo xanh đen, Thanh Thanh Hồ vàng đồng,
xăm đen cho em 90.000, chị nào lấy thì các chị chốt xăm đen cho em nha. Vàng đồng cho em giá 90 luôn. Chị em tôi xanh đen, Ánh Trần xanh đen 2 áo, Trần Lan xanh đen, Ninh Vương xanh đen. Còn 1. Còn 2 thì vàng đồng cho em 90 các chị. Mỹ Hạnh vàng đồng 2 áo, Trần Anna vàng đồng, Lê Thảo xanh đen, Hồng Hoa xanh đen, vàng đồng cho em 90. Thiên Thiên Hoàng vàng đồng 2 áo, em hết xanh đen nha chị. Trần An hồi nãy có xanh đen không? Thu Bùi vàng đồng, cái đồng này nó nhẹ, có hơi đồng cam rất là đẹp. Cẩm Tuyên vàng đồng, rất là đẹp luôn. Maria Loan vàng đồng, Lê Loan 2 áo vàng đồng, Kim Chi vàng đồng. Trời Ngọc ơi. Mỹ vàng đồng, Diệu Lan vàng đồng, Nga Phạm Thị vàng đồng, Trai Linh vàng đồng, Đào Nguyễn 2 áo vàng đồng, Nguyễn Linh vàng đồng, Mai Trịnh vàng đồng 1 bộ, em chốt 2 áo nha chị ơi. Còn 3 vàng đồng. Nhi Hoan Trần vàng đồng. Còn 2. Trần Lan vàng đồng, Kiều Trần vàng đồng, em hết vàng đồng. Đông Thanh Nguyễn tím hoa giấy. Cực kỳ xuất sắc. Tím hoa giấy cho em 90.000 các chị ơi, chị nào lấy thì các chị chốt. Tâm Phạm tím hoa giấy. Nga Phạm Thị tím hoa giấy. Bình Chương tím hoa giấy, Diễm Thanh tím hoa giấy. Victoria Hoàng tím hoa giấy. Mỹ Huệ 2 tím hoa giấy. Phi Nguyễn tím hoa giấy 2 áo. Mạnh Hoan tím hoa giấy. Nguyễn Tú Lan tím hoa giấy 2 áo. Thắng Nguyên tím hoa giấy. Đỗ Thị Vân Đông tím hoa giấy 2 áo. Nguyễn Ngọc tím hoa giấy. Trần Kiều tím hoa giấy. Cẩm Tuyên tím hoa giấy. Cao Mỹ Hạnh tím hoa giấy. Nguyễn Quê tím hoa giấy. Cổ Vui Tu tím hoa giấy. Thanh Thuy Nguyễn Thị Kim tím hoa giấy nữa là em hết. Chốt cực kỳ đẹp luôn. Chốt đơn cho em. Chốt cho em nha. Chốt cho em. Bên em đang bán lụa rếp nha chị Kim Nguyên. Chốt cho em, chị nào lấy thì các chị chốt chốt cho em nha các chị nha. Giá cho em 90.000 một áo. Rút chị Bình Chương rút chị ơi. Tí Cận rút. Danny Đông rút. Tin Lê rút. Mạnh Hoan rút. Loan Lê rút. Loan Hoàng rút. Trần Hồng rút. Thi Loan rút. Nguyễn Huệ rút. Nguyễn Ngọc rút. Trang Nguyễn rút. Hà Đặng rút. Trần Lan rút. Bạch Thị Hương rút. Kim Loan 2 rút. Maria Loan 2 rút. Trân Trâm rút. Ngà Nguyễn rút. Nữa là em hết rút. Chị Cẩm Tú Lương rút. Chị ơi, hồng này đúng chuẩn hồng dâu luôn. Đẹp vô cùng. Giá 90.000 cho em. Chị nào lấy chị các chị chốt hồng dâu cho em. Xuất sắc luôn. Em còn khoảng chừng 10 màu nữa. Ngày mai sáng mai sẽ sản lên một đợt nữa cho các chị nữa. Lại các chị mua, ví dụ các chị mua quần thôi, còn bao nhiêu nữa là em không bán trực tiếp trên livestream nữa, là em để lại khoảng chừng vài trăm quần bán phối cho các chị. Tại vì từ giờ đến Cẩm Tú Lương hồng dâu, em là phải Nguyễn Thu Phương hồng dâu. Năm nay em không muốn dọn nhà cho nên là em bán thanh lý cho các chị hết luôn. Mộng Thường Maria hồng dâu 2 áo. Diệu Lan hồng dâu. Cao Mỹ Hạnh hồng dâu. Lê Huỳnh hồng dâu. Trâm Nguyễn hồng dâu. Huyền Vũ hồng dâu. Angela Ngọc hồng dâu. Phạm Ngọc Sơn hồng dâu. Huyền Minh hồng dâu. Hà Đặng hồng dâu.
Chi Nguyên Hồng Dâu, Mạnh Hoan Hồng Dâu, Nguyễn Huỳnh Thanh Thủy Hồng Dâu 2 áo, Đàm Huyến Hồng Dâu, Thu Phạm Hồng Dâu 2 áo, Nguyễn Yến Hồng Dâu, Nguyễn Huệ Hồng Dâu, Nguyễn Hương Hồng Dâu nữa, em hết hồng dâu. Tiêu chí của nhà em năm nay là em chỉ còn để là đúng lại khoảng chừng 1/3 nhà, còn còn toàn bộ em bán cho các chị hết toàn bộ luôn chứ em không muốn dọn nhà. Nhưng mà qua năm sau em vẫn sẽ nhập hàng để về bán. Có điều là em không muốn dọn nhà thôi, dọn dẹp thôi. Nhưng mà tiêu chí là những cái hàng này các chị vẫn mua để các chị may quần, vì qua năm em vẫn nhập hàng để bán. Nhưng cơ hội cuối năm là thứ nhất em muốn dọn dẹp cho nó gọn nhà. Lê Phúc đen Tiên Lê đen Cẩm Tú Lương đen. Mới có cái giá đó cho các chị nhé. Phương Hải đen 2 áo, Hà Đặng đen, Bí Ngô đen, Tuyết Nha Lê đen, Chi Hoàng đen, Tăng Trang đen, Nguyễn An đen, Trần Ngọc Ánh đen, Ti Ca đen, Của Vui, Của Tôi Gu đen, Thu Phạm đen 2 áo, Kim Thi Trần đen, Anh Phụng đen, Trần Anna đen, Sô Đô Trinh đen 2 áo. Màu này các chị chốt cho em là màu đen nha. Đen em hết rồi nha các chị ơi. Chị thấy hôm nay chị bước xuống á, thấy có những cái hàng có xếp ở trong bịch nữa. Bây giờ chị nhắc thêm một lần nữa, mà không biết là có một động thái gì đi. Chị bước xuống một đám, chị thấy còn khoảng 5 bịch ở dưới đó rồi là chắc được luôn nhé. Cẩm Tú Lương da Sắc Nguyễn Thi Gia 2 áo, Hồng Hạnh Trần Gia, Lan Trương Gia, Mai Hoa Gia, Mạnh Hoan Gia, Thủy Nguyễn Thị Kim Gia, Lớp Dự Tính Gia, Cẩm Tuyên Gia, Hồng Hoa Gia. Đô cho em 90 ngàn luôn các chị ơi. Trần Lan Gia nữa là em hết da. Đỏ đô cho em 90, chị nào lấy thì các chị chốt đỏ đô cho em nha. Và các chị ơi, nếu mà các chị có nhu cầu nhiều tí cái mật mí cho các chị bạn mới thì em giống 95% bạn thấy có em đang mặc trên người, nhưng mà giá rất là mềm. Chất vải nó là siêu đẹp nha. Đỏ đô cho em giá 190 ngàn một áo các chị ơi. Chất vải luôn hết nha các chị nha. Lan Chi Nguyễn đỏ đô, Kenzo đỏ đô, Tâm Phạm đỏ đô, Hương Dương đỏ đô, Bí Ngô 2 áo đỏ đô, Phương Nguyễn đỏ đô, Nguyễn Nguyễn đỏ đô, Tuyết Nga Lê đỏ đô, Phạm Thị Ngọc Bích 2 đỏ đô, Trần Thị Xuân Mai đỏ đô, Phan Hà đỏ đô, Thanh Thái đỏ đô, Nguyễn Thị Hoài Trang đỏ đô, Yến Nguyễn Thị đỏ đô, Hồng Trinh đỏ đô, Ánh Nguyễn đỏ đô, Phương Ngọc Nguyễn đỏ đô, Minh Thúy Trần đỏ đô, Ngân Huyền đỏ đô, Nga Hồ đỏ đô. Đỏ đô em hết nha các chị ơi. Các chị ơi, cà rốt cho em 90 luôn nha. Cà rốt cho em 90 luôn. Chị nào lấy thì các chị chốt cà rốt cho em. Tí cận cà rốt. Đó, cái màu này nó đẹp lắm luôn. Cái bò Trâm Nguyễn cà rốt. Rất sắc như thế này. Cái bò có 90.000 có 2 mét, 45.000 một mét bò. Diễm Thanh cà rốt, Hải Nguyên cà, Hải Nguyên cà rốt, Yến Nguyễn Thị cà rốt, Nguyễn Hiền cà rốt, Hoàng Nguyễn cà rốt. Trang Nguyễn cà rốt. Đúng chưa? Có đúng không? Chia phiếu thì chia cả áo ra luôn. Chứ em ngồi em xếp như vậy thì em xếp thế thì nó cũng lại bỏ phiếu. Còn những cái phiếu kia ví dụ nó nào mà 100 mà em chưa xếp. Phạm Thị Ngọc Bích 2 da bỏ.
Thanh Nguyên da bò, An La Nhung da bò, Song Huy, Song Huy Nguyễn da bò. Liên Nguyễn bò. Anh Phụng da bò 2 áo. Nhung Phan Anh da bò 2 áo. Người họ Bùi da bò. Thơm Bùi da bò. Hoàng Thanh da bò. Nguyễn Huệ da bò. Đào Thị Hoài Ân da bò 2 áo. Danny Đông da bò. Tuyền Nguyễn da bò. Lan Chi Mai da bò. Nguyễn Hậu da bò. Hà Đặng da bò. Lê Loan Hai da bò. Anh Phạm da bò. Kim Anh da bò. Dương Phúc Diễm da bò nữa em hết da bò. Chị nào lấy comment giúp em ạ? Nước mắt mặt trời vải áo mẫu mặc, Hải Mai vải áo mẫu mặc. Hương Nguyễn hai vải áo mẫu mặc. Anh Đào vải áo mẫu mặc. Hành trình một xếp mẫu mặc. Đúng không? Đúng như lời cô nói chưa? Còn nó không qua chốt đi. Đó, có bao nhiêu thì bỏ phiếu luôn đi. Bỏ phiếu luôn. Đó, bỏ phiếu nha. Chị Phương vải áo mẫu mặc, vải áo mẫu mặc giá 230.000 một vải áo, chất liệu là thái tốn nha chị ơi. Chị nào lấy thì comment giúp em vải áo mẫu mặc. Rồi tiếp tục nha chị ơi. Ủa, lỗi da bò còn Nhung ơi. Đấy, lo chỉ cho tụi nó rồi quên luôn. Thanh Hằng vải áo mẫu mặc, Huỳnh Lan vải áo mẫu mặc, Trâm Trân vải áo tú mặc, Huệ Phạm vải áo mẫu mặc, Liên Hoàng vải áo mẫu mặc, Mai Nguyễn vải áo mẫu mặc. Vải áo em mặc là 230.000 một áo nha các chị ơi. 230.000 một vải áo, không phải là 90.000 một vải áo đâu nha các chị ơi. Alo, nghe kỹ giúp em nha. Em còn da bò 90 này. Solo Trinh da bò 2 áo, Ngô Thị 3 da bò. Oh sorry, trời ơi. Da bò này với da bò này nó khác nhau chị ơi. Chị ơi, màu này khác nhau. Hôm nay con bé hơi tâm thần bấn loạn một chút xíu. Bí Ngô vải áo mẫu mặc. Cái này nó hơi nhẹ. Nhà Mai Tươi vải áo mẫu mặc. Màu này mới chuẩn là da bò này chị. Chị nào lấy comment giúp em da bò sáng cho đỡ nộn màu. Không, màu này là màu cam cháy. Cam cháy chứ không phải là da bò. Còn màu này mới chuẩn da bò này chị. Nhá. Mấy đứa hiểu vô chỉ chưa? Như vậy thì trẻ hết chị tụi mình đang lại quay trở về mặt xuất phát. Thanh Nguyên cam cháy. Thị Loan cam cháy. Cam cháy chị mà lấy em. Không lấy được bảo đường này. Kim Loan cam cháy 2 áo. Bí Ngô cam cháy. Còn 4. Mai Nguyễn cam cháy. Còn 3. Kiều Trần cam cháy. Oanh Nguyễn cam cháy. Kim Thi Trần cam cháy nữa là em hết cam cháy. Rồi các chị chốt cho em là màu xanh, ghé cho em 90.000. Cháu là học thiếu đây. Maria Loan hai vải áo mẫu mặc, Phương Vũ vải áo mẫu mặc. Còn để một cái trên này xếp cái 100 cái 200 thôi, đúng chưa? Đấy. Mình có bao nhiêu mình lấy bấy nhiêu, chỉ có khả năng thôi. Màu này
cẩm tú nương xanh, Danny đông xanh. Nguyễn Hương xanh, Linh Huỳnh xanh, Khoa Nhật xanh, Hải Nguyễn xanh, Thạch Lưu Mộc xanh, Kim Phụng xanh, Ngân An Ni xanh, Bí Ngô xanh, Út Ốm xanh, Mạnh Hoan xanh, Nguyễn Hồng Thắm xanh, Nguyễn Kiều Năm xanh. Năm xanh à? Dạ. Năm xanh hay là Nguyễn Kiều Năm xanh? Năm áo xanh. Ừ. À ok. Rồi hiểu luôn đấy, còn một Trang Nguyễn xanh nữa là em hết xanh. Màu này các chị chốt cho em là màu căn bản nhất thì nhà em hay gọi là màu cà phê sữa đậm, hay gọi là màu da tối á các chị. Cho em 90 ngàn một áo, chị nào lấy thì các chị chốt da tối cho em. Và áo em mặc giá 230 ngàn một quả áo các chị ơi. Và áo em mặc giá 230 nha. Chị nào lấy thì các chị chốt cho em. Và quần em mặc là màu trắng tinh, chị nào lấy thì các chị chốt trắng tinh 230 cho em luôn. Đẹp chưa? Em đại hệ giá cho các chị đấy chứ các chị biết không? Nếu mà em đang bán ở cần tú lương da tối, ai mà là trong nghề nhìn vải này thì em sẽ biết. Thì Loan da tối, Hoàng Nguyễn da tối, Nguyễn Hằng da tối, Bí Ngô da tối, Kim Loan da tối, Thanh Hằng da tối. Giá cho em 90 ngàn một áo. Lan Chi Nguyễn da tối. Da này rất là đẹp, da này dễ mặc vô cùng. Ngọc Uyển hai áo da tối. Huệ Đen da tối. Phương Minh hai da tối, Nguyễn Loan da tối, Nguyễn Ngọc da tối, Trung Hiếu da tối, Trần Hồng da tối, Nguyễn Linh da tối, Tika da tối nữa là em hết. Màu này các chị chốt cho em là màu hồng da. Chị Tùng Hiền dịch vụ ơi, chị có phải lấy màu này đúng thì chị comment nhanh giúp em nha chị ơi. Hồng da nha. 3, 6 em. Hồng da cho em 90 ngàn. Màu này các chị chốt em thì là 90 luôn. Da tối em hết rồi nha các chị ơi. Cháu đừng có xếp nữa, cháu soạn thôi, cháu soạn đơn cho Hiếu và đứa kia nó chuộng. Bên em đang bán nụ rết nha chị nữa. Hoàng Vân ơi. Cô có cháu hiểu cô nói không? Đằng áo này nó cũng là phiếu rồi kìa, cháu đếm đi. Tại vì nếu mất cả hai đứa cùng soạn như vậy không có được đâu. Một đứa soạn thôi, con này nó đã lọc phiếu ra rồi chứ không soạn. Ừ. Dạ ok chị. Lấy chị đếm 6 áo cho chị Tân Huyền dịch vụ. Cái còn mấy cái hóa này chị? Cho em là biển nha, biển 90 cho em các chị ơi. 5, 6 vừa đủ. Ok chị, em chốt cho chị đủ 6 áo. Hồng da em hết nha các chị ơi. Cho em này các chị ơi, cho em là biển 90 ngàn một áo cho em. Chị nào lấy thì các chị chốt biển cho em nha. Cẩm tú lương xanh biển, Diệu Lan xanh biển. Cho chị màu chị mặc là hai đùi giờ đậm á. Bên đây áo thái quấn. Diễm Miên xanh xanh biển hai áo. Sắc Nguyễn Thi xanh biển. Thạch Lưu Mộc xanh biển. Kim Liên xanh biển. Phương Đỗ xanh biển hai áo. Hoa Phan xanh biển hai áo. Huệ Đinh xanh biển. Dương Uyên Trang xanh biển. Linh Huỳnh xanh biển. Trang Nguyễn xanh biển. Phạm Ngọc Sơn xanh biển. Còn ba nhiêu luôn. Màu này các chị chốt cho em là màu đồng số 2. Hồng son rồi, màu 2 thì giờ đậm là nó kia gì à. Bên em đang bán bộ rết nha chị. Cho em là Đỗ Linh xanh biển. Cho em là vàng đồng số 2 nha.
giá cho em 90 ngàn một áo, chị nào lấy thì các chị chốt vàng đồng số 2 cho em. Rina Nguyễn Nguyễn sang biển. Còn 1. Nhưng mà cái quan trọng nhất là lụa rết mà chưa bao giờ em giảm giá. Chị giảm đến mức là 100 ngàn một áo là coi như là gọi là giá thấp nhất rồi. Bây giờ bán Bùi Thị Quỳnh Như sang biển nữa này, em hết sang biển. Còn lý do vì sao thì hôm nay em có nói rồi đó, là hàng này em còn cái gì em sẽ mang thân lý các chị hết. Thì Tết năm nay em không muốn phải dọn. Tuyết Trần đồng số 2. Đấy là bạn con. Bí Ngô đồng số 2. Còn qua năm em vẫn đặt hàng này để bán chị bình thường. Huyền Anh đồng số 2. Sô Đô Trinh đồng số 2, 2 áo. Huệ Đinh đồng số 2. Mỹ Ngân đồng số 2. Đồng số 2 cho em 90 ngàn. Phương Ly đồng số 2, 2 áo. Nguyễn Huệ đồng số 2. Ninh Vương đồng số 2. Qua năm em vẫn nhận. Ca Thanh đồng số 2. Phạm Ngọc Sơn đồng số 2. Thảo My đồng số 2. Thùy Phương đồng số 2. Anh Phụng đồng số 2. Đồng số 2 cho Hồng em Danh đồng số 2. Các chị khác mới vui lòng comment giúp em màu vào số điện thoại em mới chốt đơn nha các chị ơi. Yến Nguyễn đồng số 2. Hoa Phan đồng số 2, 2 áo. Sơn Đoàn đồng số 2. Nga Phạm Thị đồng số 2. Tùng Hiền Dịch Vụ đồng số 2, 3 áo. Trần Thúy đồng số 2. Xuyên Đặng đồng số 2. Hương Nguyễn đồng số 2. Lụa hai ghe này có bao nhiêu bán riêng hay sao? Chị hỏi nhé. Nè các chị, đây là lụa hai ghe nha. Tối nay em giảm toàn bộ, hôm nay là bên Mỹ á, thì nói chung là em hưởng ứng đấy. Trần Lan đồng số 2 giảm toàn bộ hàng tặng hàng giá cho các chị, coi như cứ một áo em giảm các chị 10 ngàn, 20 ngàn. Những hàng hiện bây giờ vẫn còn đang hot hit luôn, vẫn còn đang bán rất là nhiều luôn, vẫn giảm giá các chị. Mà nghe em nói này, tối nay em giảm đặc biệt lụa hai da và đặc biệt siêu diamond màu cho các chị, cho nên các chị nhớ lời rời khỏi bàn thân mà các chị chỉ cần các chị mua 3 áo thôi là các chị dư thẳng tiền phí để trả luôn rồi đó. Các chị thấy á, bán từ năm ngoái hot hit cho đến năm nay không hẹ một đồng xu nào luôn, là các chị biết khoản rất là chất lượng như thế nào luôn. Chốt đơn cho em xem giá 150 em giảm còn 140 nha các chị ơi, chất khoản là lụa hai da nha. Còn là bạn em đang mặc kim lường là chất vải lụa thái quấn độc quyền bên em, các chị lấy thì các chị cứ chốt thoải mái. Và các chị có thấy năm nay là tất cả những bạn nào mà mặc cái áo màu có lại quần trắng là đẹp không? Huyền Loan vẻ áo mẫu mặc cho em cam 140, chị nào lấy thì các chị chốt cam cho em. Bán tất cả các số bán lụa hai dây cho các chị đúng cái chất này, không có ai bán lụa 119 ngàn một áo đâu các chị. Mua bây giờ ở kho 1000 mét, 2000 mét, 3000 mét vẫn là giá đó. Thích thì mua, không thích thì thôi. Vải người ta là chất lượng, người ta không bao giờ sale đâu các chị ơi. Nguyễn Uyên cam. Cam 140 cho em nha. Khi nào lấy cam thì các chị chốt cam cho em. Huyền Anh vải áo mẫu mặc. Quế Phương Trương vải áo mẫu mặc. Cam 140. Hồng Trinh cam, Huyền Vũ cam, Sang Trần cam, Nguyễn Thị Liên cam, Maria Loan cam, Trần Thị Tuyết Mai cam. Chiều nay nhà mình em mới chốt đồng phục xong. Mỹ Ngân cam. 450 áo vẫn 150 ngàn một áo, không thay đổi một đồng nào. Còn Linh Cô Teo cam, Kim Đỗ cam 2 áo. Ngọc Bích Lê cam. Lớp Dừa Thính cam. Ca Thi Nguyễn cam. Xuyên Đặng cam, Nga Phạm Thị cam. Một này các chị chốt. Chị Phương vải áo mẫu mặc. Vải em mặc giá 230 ngàn một áo nha các chị ơi. Chốt đơn cho em giá 140 giảm cho các chị 10 ngàn một áo một. Anh Phụng cam. Chị 20 ngàn. Nguyễn Thị Hà cam. Tím cà cho em nha, chị nào lấy thì các chị chốt tím cà cho em giá 140 ngàn một áo các chị ơi.
bất kể hàng hôm nay tụi nó toàn cái gì màu màu trơn trơn thì đó là em giảm toàn bộ cho các chị hết luôn. Chị nào lấy thì các chị chốt tím cà cho em. Thanh Nguyễn cam, Thanh Huyền tím cà, Tề Nguyễn tím cà, bộ này bạn Thắng Vân mặc là đến bây giờ Thái Nhật Quyên tím cà, vẫn còn mặc đi. Phong Lan hai áo tím cà, nhà bà nhà em Hướng Dương tím cà, Nguyễn Loan tím cà. Tím cà cho em nha. Chị nào lấy thì các chị chốt tím cà cho em. Giá em chốt đơn 140.000 một áo. Các chị ơi, chắc phải là lụa hai da nha. Rồi. Hoài Thương cam, Nguyễn Thị Hàng tím cà hai áo. Giác Thanh Hương vải áo mẫu mặc. Màu này các chị chốt cho em là màu Mỹ Thúy Trần tím cà hai áo. Lê Thị Mỹ Châu tím cà. Lớp Diệu Thính tím cà. Trần Thúy tím cà. Dương Thảo tím cà, Dương Thảo tím cà, Mỹ Thu Nguyễn tím cà, Hồng Nguyễn tím cà. Vải này mà chị nào mà mặc ok chị Hiền Bùi, ngoài khu vực miền Bắc ấy, em bao cho các chị mặc luôn, không hít vào trong người nha, không hít vào trong người, đặc biệt các chị nước ngoài em cho ở Hoài Đinh tím cà, Nguyễn Thị Chiến tím cà. Màu này nhà em gọi là màu xanh coban tươi, có nghĩa là nó hơi nhẹ có màu e á các chị. Còn nếu mà màu coban tím cà hơn nữa nha, màu này màu mới nha, em từng yêu nha. Hướng Dương xanh coban tươi mặc quần trắng đi lắm luôn. Giá cho em 140.000 một áo các chị ơi. Thì nào lấy chị các chị chốt coban tươi cho em hoặc màu xài màu đỏ xài để đây em thế. Quyên Cao Hà sang cô ban tươi. Phương Ly sang cô ban. Chị nào lấy thì các chị chốt sang cô ban. Hoài Thương tím cà. Thúy Phương sang cô ban hai áo. Trinh Nguyên tím cà hai áo. Lê Gấm sang cô ban. Thúy Như sang cô ban. Ngọc Mỹ sang cô ban. Ngọc Lan bùi vải áo mẫu mặc và tím cà. Hiền Phạm sang cô ban. Hoàng Hồng tím cà. Nghĩa Hoàng sang cô ban. Em hết sang cô ban nha các chị ơi. Con cổ vịt cho em, chị nào lấy thì các chị chốt cổ vịt cho em. Giá cho em 160.000 một áo các chị ơi. Mất cả lòng rồi. Cổ vịt cho em nha. Chị nào lấy thì các chị chốt chốt cổ vịt cho em này thôi. Có bao nhiêu bán bao nhiêu nha mấy chế ơi. Nha, em có bao nhiêu em bán bao nhiêu nha. Chị nào lấy thì các chị chốt cổ vịt cho em. Giá cho em 140.000. Dani Đông xanh cổ vịt, Phong Lan xanh cổ vịt. Quế Phương Chương xanh cổ vịt, Huỳnh Cát Nhung xanh cổ vịt, Lan Nguyễn xanh cổ vịt. Xăm cổ vịt cho em 140 các chị ơi. Thì nào lấy thì các chị chốt xăm cổ vịt cho em. Giá cho em 140.000. Nguyễn Thị Vân xanh cổ vịt, Mi Trà xanh cổ vịt. Lê Gấm xanh cổ vịt. An Nhiên xanh cổ vịt. Hoàng Hoa Hồi xanh cổ vịt. Kim Hồng hai áo xanh cổ vịt. Huỳnh Loan xanh cổ vịt. Phương Vũ xanh cổ vịt. Lan Nguyễn xanh cổ vịt, Trang Lê hai áo xanh cổ vịt, Quyên Bị xanh cổ vịt, Nguyễn Bích Huệ xanh cổ vịt, Trúc Vân Lê xanh cổ vịt. Kim Mai Phạm xanh cổ vịt nữa em hết. Đỏ đô còn đúng 5 áo này hết luôn. Đỏ đô cho em giá 140.000 một áo, chắc phải là lụa hai da còn đúng 5 áo. Trinh Tuyết tím cà hai áo. Tím hàng cho em luôn. Mỹ Thuận Nguyễn đỏ đô. Nguyễn Thị Ngọc Anh đỏ đô. Lê Khánh đỏ đô. Ngọc Thu đỏ đô. Nguyễn Hương đỏ đô nữa là em hết. Đúng 8 áo tím hàng luôn. Giá 140.
tím than cho em một bộ. Hóa mộc tím than một bộ, em chốt hai áo nha chị ơi. Lan Nguyễn tím than. Hỏa mộc tím than một bộ, em chốt hai áo. Hỏa mộc tiêu mộc tiêu bỏ lại cho chị. Anh Phụng tím than. Lên Hoàng tím than. Cao Thắng tím than hai áo. 4 cộng 2 áo là 6, đặt là 5. Tuyết Phương tím than hai áo. Sô Đô Chiên tím than. Nó đọc là 4, xăm thêm 12 áo nó đọc là 5. Tím than em hết nha các chị ơi. Châm chân tím cà. Dễ cho em 140 nghìn. Các chị chuyển qua mặt bài này thử đi, để các chị sẽ biết được chất lượng nó như thế nào. Chị nào lấy thì các chị chốt xăm rêu cho em. Dễ 140 nghìn một áo nha. Em nói nghe là các chị. Bây giờ tạm thời nha, những cái hàng thiết kế các chị cứ từ từ bền vững. Em còn bao nhiêu sẽ bán cho các chị, thật là để các chị mặc nếu mà chị nào có nhu cầu. Còn nhà em vẫn chuyên cho các chị vặn trơn, tơ tằm và gấm là nhiều nhất. Vì thực tế em nói này, các chị cứ hôm nay em có nói ở đây thì các chị cứ từ từ sẽ làm. Bảo đảm với các chị luôn là Tết năm nay tràn ngập tất cả Facebook những người nào mặc áo dài Tết. Đa số là chỉ có tơ tằm, gấm và màu trơn là nhiều nhất. Còn hàng thiết kế sẽ không mặc nhiều đâu. Em khẳng định một câu. Lan Nguyễn xanh rêu, Thủy Phương xanh rêu, My Lê xanh rêu, Anna Nhung xanh rêu, Nguyễn Hường xanh rêu. Đăng Khải xanh rêu. Hương Nguyễn hai áo xanh rêu. Khánh Ngọc xanh rêu hai áo. Hà Hương xanh rêu hai áo. Lê Thị Mỹ Châu xanh rêu hai áo. Kathy Nguyễn xanh rêu, Mạc Ninh xanh rêu, Hồ Diệu Anh xanh rêu hai áo, Bình Nguyễn Thanh xanh rêu, Kim Thoa xanh rêu, Hiền Bùi xanh rêu hai áo. Cho em là hồng môi, lấy ngay bộ này cho em mấy chế ơi. Rồi sao? Còn cứ việc chốt thôi. Chị nào lấy thì các chị chốt cho em nha. Giá cho em 140 nghìn một áo hồng vôi cho em. Hồng vôi cho em các chị ơi. Chị nào lấy thì các chị. Màu sang quá à. Chốt nha. Chốt đi. Nguyên Nguyên xanh rêu, Nguyễn Loan xanh rêu, Nguyễn Bé hai áo xanh rêu, Nguyễn Lệ xanh rêu, Ti U Diệu xanh rêu, Lê Thị Bảo Hậu xanh rêu, Ngô Thanh Vân xanh rêu, Hoa Võ xanh rêu 3 áo, Thủy Phương xanh rêu 2 áo, Nguyễn Thị Hiền xanh rêu, Trâm Phạm Hồng Vôi, Bảo Van Lê Hồng Vôi 2 áo, Dani Đông Hồng Vôi 2 áo, Đỗ Phương Hồng Vôi, Mỹ Ngân Hồng Vôi, Cảnh Nguyễn xanh rêu, Nguyễn Loan Hồng Vôi, Chi Lê Hồng Vôi hai áo, Thanh Thanh Hồ Hồng Vôi, Hồ Diệu Anh Hồng Vôi hai áo, Khánh Ngọc Hồng Vôi hai áo, chị Trâm Phạm có Hồng Vôi rồi nha chị, Minh Lê Hồng Vôi, Ngọc Mỹ xanh rêu, Diệt Đoàn xanh rêu, Dương Thảo Hồng Vôi, Tuyết Phan Hồng Vôi hai áo, Thu Phạm Hồng Vôi hai áo, Vân Linh Hồng Vôi, Đại Lâm Mộc Hồng Vôi, Bé Trần xanh rêu, Thi Nguyệt Nguyễn Hồng Vôi hai áo, Nguyễn Lệ Hồng Vôi, Vân Phạm Hồng Vôi, Trâm Trân Hồng Vôi, Hương Thu Hồng Vôi hai áo, Hà Hà Hương Hồng Vôi hai áo, Vũ Thanh Thúy Hồng Vôi hai áo, Đào Tuyến Hồng Vôi, Danh Nguyễn Hồng Vôi, Bé Trần Hồng Vôi, Tình Nguyễn Hồng Vôi, Vinh Nguyễn Hồng Vôi, Kim Bích Đinh Hồng Vôi hai áo,
Mạc Ni Hồng Vôi hai áo. Hồng dây hồng vôi. Lý do vì sao người có nói các chị ở đấy là em không có muốn như nhà em năm nay phải dọn nhà nhiều. Cho nên là em bán rẻ hết các chị, cứ qua năm qua hàng là hàng mới hàng này em vẫn nhập về bán bình thường. Đến có mấy áo xanh đậu. Có phải 10 áo. Nệ Chu xanh rêu. Đông Thanh Nguyên xanh đậu. Kim Phụng hai xanh đậu. Ninh Khánh xanh đậu, Lê Thị Thảo xanh đậu, Trung Thịnh xanh đậu, Đỗ Phương xanh đậu. Trời ơi các chị ơi, cái màu này nó không phải. Nguyễn Bích Huệ xanh đậu, Diệu Lan xanh đậu. Hạnh Minh xanh đậu nữa là em hết. Thì nào lấy thì các chị chốt đậu ra cho em. Xanh đậu em hết rồi nha các chị ơi. Mà mấy cái áo này mà mặc nó em đấy, các chị mặc cái quần trắng trâu thì đất ơi, thêm cái lụa vest à, thêm cái lụa hai da mà màu trắng nữa. Mặc cái này vào mùa là ngày nó em không bao giờ sợ hít phải trong người nhá, vì vải này đặc trưng là không hít các chị. Chắc các chị ở lạnh luôn, không có hít phải trong người, nhưng mà màu này không phải đỏ tươi, cũng không phải đỏ ớt luôn, mà nó là đỏ hơi nhẹ cam một chút xíu, rất là đẹp. Đỏ cam cho em nha. Chi lê đỏ cam, phong lan đỏ cam. Xanh đậu em hết rồi các chị ơi. Cao Thắng đỏ cam hai áo. Tuyết Phan đỏ cam hai áo. Thu Nguyễn đỏ cam. Bông gạo đỏ cam. Lê Gấm đỏ cam. Phạm Thị Ngọc Bích đỏ cam hai áo. Thúy Như đỏ cam. Ái Loan Kiều đỏ cam hai áo. Ngọc Châu đỏ cam, Quang Dũng đỏ cam, Phương Đỗ đỏ cam hai áo, Thơm Bùi đỏ cam, Maria Loan đỏ cam, Lê Dung đỏ cam, Quyền Anh đỏ cam, Nguyễn Xanh đỏ cam, Đỗ Tuyết đỏ cam, Nguyễn Hường đỏ cam. Em rất tiếc với các chị là năm nay có con nhỏ em không được đi lễ vào ngày tối ngày 24, không là em rất là muốn may áo mà tối trước em chưa có con bé này. Tứ Trần đỏ cam. Gạo sữa đỏ cam. Đỏ cam cho em nha. Đỏ cam cho em 140 ngàn cho các em. Mấy màu hết. Trắng đen mình còn. Trắng đen còn. Nguyễn Hậu đỏ cam. Trần Thị Xuân Mai đỏ cam. Loan Lê Thị Kim đỏ cam. Trắng và đen em còn. Chị nào lấy trắng hoặc đen thì cứ comment giúp em chốt cho. Hoa Nguyễn đỏ cam. Xuyên Đặng hai áo đỏ cam. Nhung Nguyễn đỏ cam. Phạm Thị Ngọc Bích thêm đỏ cam. Ti Ti đỏ cam. Còn ba đỏ cam. Thi Nguyệt Nguyên đỏ cam. Chị nào lấy trắng comment giúp em, lấy đen comment giúp em chốt luôn màu nha các chị ơi. Màu này em gọi là màu vàng úa. Mang Tuyết Trần đỏ cam. Hoa Nguyên đỏ cam. Thiên Ngân đen. Vàng úa cho em. Sang Trần vui. Trắng. Đỏ cam còn một. Đỏ cam nãy đọc là còn có hai thôi. Đỏ cam em hết nha các chị ơi. Cho Tú là vàng úa có 4 áo thôi. Vỏ úa. Nguyễn Lệ Trắng. Nguyễn Thị Ngọc Anh vàng úa. Nguyễn Xanh vàng úa. Kim Nguyên vàng úa một bộ em chốt hai áo nha các chị ơi. Còn mấy? Chi lê trắng vàng úa em hết rồi các chị ơi. Phương Nguyễn đen. Ca Thi Nguyễn trắng. Em còn trắng và đen nha, chị nào lấy thì cứ comment giúp em ạ. Vàng úa em hết rồi các chị ơi. Ái Loan Kiều đen. Em nói cho các chị nha. Em có một cái như vậy nè. Khuyên Trần nha. Đen. Em chỉ cho các chị nha. Mỗi một lần em mặc một lần đi đâu. Ngô Thị Ba đen. Một lần đi đâu là em may một cái quần trắng.
Tuyết Trần trắng một bộ, Ngọc Huyền đen, Tuyết Nguyễn trắng. Nó hay bị bẩn cái gót, về mà không giặt tiền cái nó vàng cái gót luôn các chị. Đặc biệt là ở bên xứ mẹ em là xứ gì nhỉ? Ở bên Bình Phước nó đỏ, các chị dính phát một bề giặt khỏi ra luôn. Thế là họ mỗi lần em mặc livestream em cứ phải đi cái đôi giày nó cao hơn một chút cái họ ra như vậy để biết là nó không đẹp nhưng mà nó đỡ hư cái quần. Còn nếu mà các chị mặc quần trắng là heo, cực kỳ heo luôn. Cho nên phải kỹ lắm 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 luôn á. Còn không là hầu như là may quần trắng thì mới mặc quần đen. Rồi còn đen nha. Xanh đen còn 4. Nguyễn Thị Hiền đen, Ngọc Bích Lê trắng, Nguyễn Thị Hoài Trang đen, Lan Nguyễn đen, Minh Lê đen. Em đưa ra đây đi, lựa cho nó nha. Em đưa cái dèm bực tẻ nó ra đây đi. Tình đó. Nguyễn trắng. Đấy, trong kia còn xanh đậm. Xanh đen. Maria Loan trắng. Xanh đen em còn cho các chị 4. Chốt đơn cho em 140.000 một áo. Sang lê đen 2 áo. Mai Hoa xanh đen. Trinh Nguyễn đen. Phong Lan xanh đen. Nguyễn Lệ đen. Phạm Thị Tư đen. Nguyễn Thu xanh đen. Còn một thân đen. Đậu còn áo này các chị ơi, còn ai lấy đậu nữa mà. Trang Lê xanh đen nữa này, em hết xanh đen. Đậu còn một nha. Rồi giờ đi ra đây, cái bật kia ra đây. Những màu đen kiểu đây nó có sẵn cho trước. Màu này các chị chốt cho em vào màu đậu xanh nha. Màu này ở dưới là hết luôn đúng không? Màu đậu xanh cho em có 5 luôn. Giá cho em 140.000 một gạo sữa đen. Thanh Nguyễn đen. Thơ Vũ đậu. Hết đậu. Màu này các bảo chị cắt đậu xanh cho em nha. Có 4 thôi. Em đang bán lỗ 2 giá. Chị Eva Huỳnh đang giảm giá còn 140.000 đó chị. Phong Lan đậu xanh. Còn 4. Phong Lan đi một tiêu bỏ. Ngô Thị Ba đậu xanh. Sang Lê đậu xanh. Còn mấy? Tuyết Phan đậu xanh 2 áo nữa là em hết. Đây, đây mới là màu vỏ của các chị. Đậu xanh chuẩn. Em hết các chị ơi. Đây mới chuẩn là màu vỏ của nó luôn á. Dạ ok chị Eva Huỳnh. Nga Nguyễn Thi Hồng đen. Vừa đọc cái gì hồng đen. Nga Nguyễn Thị Hồng đen. Cái trắng vừa đen ra đây luôn. Dạ còn chị Tú mặc là lộ thái tốn nha chị Eva Huỳnh. Cỏ úa cho em nha. Nguyễn Kim Liên cỏ úa. Mi Trà cỏ úa. Thu Vũ cỏ úa. Nguyễn Vang cỏ úa. Thùy Xanh cỏ úa một bộ, em chốt 2 áo. Thanh Nguyên cỏ úa. Thu Vũ cỏ úa. Tho Vũ cỏ úa. Nguyễn Xanh cỏ úa 2 áo. Còn đậu xanh ở đây thêm 1 áo nữa. Còn xanh phổ bị 1 áo luôn đưa đây. Dạ ok chị Eva Huỳnh. Phải em mặc là lụa thái tuấn đấy chị em. Đây, em thay nha Nguyễn cỏ úa nữa là em hết. Xanh phổ bị em còn 1 áo nha. Đưa cái bill của chị Eva Huỳnh cho chị. Xanh okay. Phổ bị em còn cho các chị 2 áo và 1 phút 32. Còn cho các chị 2 áo. Còn như chị nhớ cái này ở đâu đây nè. Trần Hạnh phải áo mẫu mặc. Thơ Vũ thêm một đậu. Thanh Thúy xanh cổ vịt. Cái này hơi bị xanh.
đấy vẫn còn cái màu tím với lại cái màu nâu. Một reo cho em nha, reo em còn 2 á, của đâu mất tiêu rồi. Thanh nguyên xanh cổ vịt 3m2. Reo em còn 2 nha. Đặc biệt là một con môn luôn. Con môn có khúc 3m3. Em bao hình 2 xanh cổ vịt. Một khi mà em đã xà lem cho các chị là các chị biết đồ xà lem của em là đủ màu. Ngọc như rêu. Không còn màu. Đô này đẹp lắm chị ơi. Thúy Dinh rêu. Rồi xăm môn cho em luôn. Phạm Thị Ngọc Bích size môn 3m3. Phong Lan size môn. Đây, lông cong nè. 1 đang bán hộ 2 da nha chị Tâm Huynh. Đông Thanh Nguyên xanh môn. Rêu em hết rồi nha các chị ơi. Rêu em còn một cái màu rêu nó hơi xét một chút để mấy nha. Bây giờ em còn thôi các chị lông tông này, các chị lái đi. Đợi em một xíu, rêu này đẹp này. Còn mấy cái nữa thôi. Thanh Nguyên xanh lông cong. Hồi nãy chị em bao gồm thiếu áo nha. Đây, đẹp tuyệt vời cho mặt trời luôn. Nếu khi nó phải màu của nó luôn không? Kim hoa vải áo mẫu mặc. Màu này các chị chốt cho em là rêu sáng nha. Tâm Huynh xanh môn. Bích Nên Bùi xanh lông cong. Rêu này là rêu sáng. Lan Nguyễn xanh lông cong. Còn rêu này là rêu tối nha các chị. Hai màu này là khác nhau. Trung Hiếu xanh lông cong. Rêu này là rêu tối. Oanh Nguyễn xanh lông cong. Hoàng Ly Ly xanh lông cong. Ngoan Lê xanh lông cong. Trâm Phạm rêu sáng. Phong Lan rêu sáng. Liên Khánh rêu sáng. Còn một rêu sáng. Tâm Huynh rêu tối. Màu này các chị chốt cho em là tí thuốc. Một thuốc cho em nha. Liên Khánh rêu tối. Nga Phạm Thị rêu sáng. Quảng Trị rêu tối. Hết rêu tối. Kim Mai Phạm xanh lông cong 2 áo. Còn một. Mấy cái màu treo ngoài kia này chị. Cái tí ở ngoài luôn á. Còn rêu sáng hả? Rêu sáng hết rồi. Rêu em hết rồi nha các chị ơi. Chị chốt cho em là màu ruốc nha. Ruốc cho em. Lê Hương ruốc. Ruốc 140 cho em. Còn ở đây một cái áo phát đen này. Vô tội vàng. Bốn nóc. Khoa Nhật ruốc. Phát đen cho em có một áo. Đỏ đô cho em còn một áo luôn. Bé Dừa ruốc. Nguyễn Kim Liên 2 ruốc. Tâm Huynh đỏ đô. Võ Thủy Thủy xanh đen.
giá cho em 140.000 một áo thì em hẳn cho các chị 140 luôn. Chị nào lấy chị rất là tốt cho em. T289 cho em. Chắc phải là lụa 2 che nha các chị ơi. Tí nữa em còn những cái màu mà em sẽ lọc ra em nha. Những cái màu mà cực kỳ hot hit bên nhà em mà mua độc quyền cho các chị, tí nữa em cũng sẽ lắp qua đây cho các chị giảm giá. Trang thu mua luôn. Trang thu mà T289 cho em. Màu này thì các chị nên may quản trí luôn. Nên may bộ là đẹp nhất với các chị. Hoặc là các chị cứ quần trắng quần đen các chị mặc cho em là sang lắm luôn. T289 cho em, giá cho em 140.000 một áo chị nào. Có uống em còn nha chị ơi. Màu này đẹp mà các chị. Nga Nguyễn Thị Hồng T289, Lê Hương T289. Huyền Nguyễn vải áo mẫu mặc. Vải em mặc giá 230.000 một áo các chị ơi. Quần em mặc giá 230.000 một quần luôn. Chắc phải là lộ thái quấn nha các chị nha. Không có gọi là xuất sắc đâu mà gọi là xuất sắc luôn. Bây giờ sang cổ vịt còn 2 áo đó. Chị nào lấy cổ vịt thì các chị chốt. Rồi 2 màu cái không mong con 1 với nhau luôn. Rồi tiếp luôn ha. Bây giờ là em còn cho các chị mà đỏ nâu tươi. Tuyết Phương T289 hai áo. Còn nha. Đỏ nâu tươi em còn cho các chị được 4 áo. Một. Đỏ nâu tươi chứ không phải là đỏ nâu nha. Kim Liên T289. Thủy Trần sang cổ vịt. Sang cổ vịt em hết, em còn một xanh lông công. Một xanh lông công đây lông công. Đỏ đô tươi cho em. Không phải đỏ tươi nha, đỏ đô tươi cho em có 4 áo. Tím trắng vân cho em còn đúng một áo một duy nhất luôn. Ôi đây đây, tím trắng vân còn. Tâm Huynh đỏ đô tươi. Còn 3. Áo dài Ninh Thi T289 hai áo. Dương Uyên Trang đỏ đô tươi. Còn 2. Thủy Trần đỏ đô tươi. Còn 1. Chi Nguyên đỏ đô tươi. Trần Hồng tím Khánh Vân. Đỏ đô tươi em hết rồi các chị ơi. Đang Nguyễn vải áo mẫu mặc. Đông Thanh Nguyên tím Khánh Vân hai áo. Lê Hoàng Ly tím Khánh Vân. Vũ Điệp tím Khánh Vân. Eva Huỳnh đỏ kem. Thanh Nguyên đỏ kem. Còn một đỏ kem. Bài này mà bán vào mùa Tết cho các chị mà đặc biệt bên Mỹ mà mặc rất là thích luôn. Tại vì sao? Vì nó không có hít. Đặc trưng là không có hít vào trong người. Chốt đơn cho em đúng chuẩn vàng đồng cho em một bộ thôi. Trần Hồng tím Khánh Vân. Nguyễn Lệ tím Khánh Vân. Bình Yên đỏ kem. Hết đỏ kem. Cho em vàng đồng nha. Toàn Phan vàng đồng. Thanh Nguyên vàng đồng. Thủy Trần vàng đồng. Phương Đỗ hai áo vàng đồng. Lương Hiền vàng đồng. Màu này các chị chốt cho em. Đàm Khánh lên tím Khánh Vân. Hết tím Khánh Vân. Cà rốt em còn cho các chị 6 luôn nha. Trần Hương vàng đồng. Lê Dung vàng đồng. Thái Nhật Quyên vàng đồng. Ngoan Lê vải áo mẫu mặc. Bế Ngọc Hương hai vải áo mẫu mặc. Tâm Huynh cà rốt. Thiên Ngọc vàng đồng. Loan Ngô vàng đồng. Thanh Nguyên cà rốt.
vàng đồng, xen trần cà rốt. Ok chị Eva Huỳnh. Eva Huỳnh nâu. Cái màu ruốc đó là lụa Thái Tốn nha chị Eva Huỳnh. Em hỏi cái màu tím kế, cái màu ruốc khác bên chị vừa rồi cho. Nguyễn Ngọc Ánh nâu. Phạm Thị Ngọc Bích nâu ba áo. Quảng Trí nâu. Phong Lan nâu, Trần Thủy nâu, Thanh Nguyên nâu. Thanh Long Công em còn một áo thôi chị ơi. Cao Thắng nâu hai áo. Đông Thu nâu. Nguyên Nguyên nâu. Maria Hồng Nguyễn vàng đồng. Lan Nguyễn nâu. Bảo Thúy, Bảo Thúy nâu. Ái Loan Kiều nâu. Sang Lê nâu hai áo. Chị lấy hai áo màu tím đó đúng không chị Eva Huỳnh? Nâu còn ba em đây này. Dạ. Hương Phạm nâu, Hương Thu nâu. Còn màu này em còn lại có áo màu tím nhất là các chị ơi, rêu nó có đến 5-7 rêu là em bó tay rồi, em cứ có bao nhiêu lên mã cho các chị cho nhanh gọn lẹ nó có đúng áo màu tím cho các chị ơi. T022. Xuân Trang Nguyễn nâu nữa là em hết. Dạ ok chị Eva Huỳnh. Cho em cháy cho em còn 5 áo. Đấy chị 2 áo này thôi. 1 áo. Rồi. Tâm Huynh T022. Vải này đẹp lắm. Trời ơi, mặc rồi là liền. Kem cháy không ơi. Đấy kem cháy không còn đấy rồi. Dạ em nghe chị Phương Ngô ơi. Rồi. Cao Thắng cam cháy 2 áo. Màu này gọi là màu xanh e, còn có đúng 1 áo. Hương Nguyễn cam cháy 4 áo. Lấy tổng cộng 5 áo. Một kỳ lấy 2 áo hả? Còn có 1 áo thôi. Một kỳ lấy 2 áo, còn một kỳ lấy em đọc 2 áo. Có 3 áo. Màu này các chị chốt cho em là màu hồng vôi. Tâm Huynh xanh e. Hồng xí muội. Màu này các chị chốt cho em là rêu số 7. Đấy, nhiều rêu quá cả màu chết người luôn. Và màu này em gọi Cao Thắng hồng ruốc. Kem. Kem này còn không con ơi? Còn không? Hôm nãy vừa lấy ra xong. Dương Duyên cánh gián. Hết luôn. Lê Tuyết rêu số 7. Chốt chị Tú Lê đem mới chốt chị ơi. Phong Lan kem. Kem còn xém thôi. Hả? Hả con? Bên kia kìa. Đây còn kem này. Tím môn cho em
Kim Phụng tím môn 2 áo, Nguyễn Lệ tím môn, Phạm Quyên tím môn. Môn 2-30 cho em, nào lấy thì lấy chốt tím môn cho em. Đoàn Hải tím môn, Cao Thắng tím môn 2 áo, Nguyễn Thị Hằng tím môn 2 áo, Nguyễn Bích Huệ tím môn, Hoàng Hà tím môn, Diệu Lan tím môn, Kim Mai Phạm tím môn, Tiên Nguyễn tím môn, Ngọc Ngô tím môn, Thúy Như tím môn, Mai Tuấn tím môn. 230.000 một áo cho em đấy chị ơi, chị nào lấy thì chị chốt tím môn. Bé giờ tím môn một bộ này, em chốt hai áo nha chị ơi. Hỏa một tím môn hai áo. Chắc này bé xeo lơ lắm mới chế rồi. Chốt thoải mái chị. Sáng mai trẻ đơn nhưng mà có nhiều thì nó cắt đầu cùng trước đi đã, rồi bán sau vì cái này nó không gieo một lốt, công ty nó không có gieo. Võ Yến tím môn, Thùy Dương tím môn, Nguyễn Trúc tím môn, Nguyễn Thị Thu Hà tím môn, Đinh Nguyễn tím môn, Oanh Chu thêm một tím môn, Trâm Nguyễn Anh tím môn hai áo, Xuyên Đạo tím môn hai áo, Sơn Đoàn tím môn, Sen Trần tím môn. Nguyễn Trúc tím môn hai áo. Nguyễn Trúc hồi nãy có một áo rồi, giờ thêm một em áo. Em nói với các chị hả, nếu Phương mà so ra thì chẳng có so đâu, chỉ quá là đẹp, nhìn trên màn hình là nó đã đẹp, nhưng các chị nhận ra rất gây lòng người. Phương Nguyễn tím môn hai áo, xong Nguyễn Vân tím môn, Vũ Điệp tím môn, Đạo Loan tím môn hai áo, Xuân Trang Nguyễn tím môn hai áo, Mai thì kiểu gì nó cũng Nga Nguyễn tím môn. À không, nhìn cái người nhỏ tím. Với lại em có nói thế này, từ giờ đến ngày mai em phải giống như là gọi cái quá trình mà giảm ăn mà người ta, mấy cái người mà bút ban đấy, người ta ăn đấy, các chị là người ta cứ ăn xong một số lượng lớn nhá, xong người ta ngưng 24 tiếng để cho cơ thể nó đạt hết cái năng lượng nó đi thì không bao giờ mọc. Cho nên là ngày mai là ngày quan trọng đối với nhà em, rút thăm trúng thưởng các chị một cây vàng. Ngày mai em phải mặc rất là lộng lẫy, cho nên là cái hộp của em khoảng ly để ngày mai xuất hiện các chị mới được. Dạ có nha chị Eva. Dạ có nha chị Tâm Huynh. 20 giờ đặng cho em. Nguyễn Lệ thêm một tím môn. Em chốt cho chị rồi chị Anna Nhung. Còn lễ bán mấy trăm áo không là nghĩa lý thì luôn. Riêng một cái màu này duy nhất nha. Khi nào lấy thì các chị chốt 20 giờ đặng cho em. Còn màu này là màu gì em bó tay. giờ đó gì vậy? Dạ. Chung thì anh nói là no chị Tú tôi tụt huyết áp. Em có trúng thưởng đâu mà em làm gì phải tụt huyết áp, em chỉ sợ các chị tụt huyết áp mới là đúng. Nguyễn Ngọc Ánh hai áo hoa 10 giờ đậm, Cao Thắng hai áo hoa 10 giờ, Cao Thắng hai áo hoa 10 giờ đậm, Thanh Nguyên hoa 10 giờ đậm, Lê Tuyết hoa 10 giờ đậm, Hỏa Mộc hoa 10 giờ đậm hai áo, Hương Nguyễn hoa 10 giờ đậm hai áo, Nga Nguyễn hoa 10 giờ đậm, Tiếp Trần hoa 10 giờ đậm, Phương Ngô hoa 10 giờ đậm, Trần Phượng hoa 10 giờ đậm, Lê Gấm hoa 10 giờ đậm, Phương Thu hai áo hoa 10 giờ đậm, Ngọc Ngô hoa 10 giờ đậm, Ngô Thị Liên hoa 10 giờ đậm, Phương Nguyễn hoa 10 giờ đậm, em chỉ chờ ăn tụt huyết áp trước em á. Hiền Lê hoa 10 giờ đậm, em đâu có trúng thưởng. Cici Rosie hoa 10 giờ đậm, hai áo Đỗ Tuyết hoa 10 giờ đậm, Xuân Tỉnh hoa 10 giờ đậm, Nguyễn Nhuận hoa 10 giờ đậm, Xuyên Đặng hai áo hoa 10 giờ đậm, Trần Thị Ngọc Mai hoa 10 giờ đậm hai áo, Lan Ngô hoa 10 giờ đậm, Hương Nguyễn hoa 10 giờ đậm, Thiên Nguyễn hoa 10 giờ đậm. 20 giờ có cái tên bằng một cái xe khác cho các chị đơn giản. Nguyễn Sang hoa 10 giờ đậm, Thảo Phong hoa 10 giờ đậm, Duyên Nguyễn hoa 10 giờ đậm hai áo, Trung Hiếu hoa 10 giờ đậm, Trần Thị Xuân Mai hoa 10 giờ đậm. Trời ơi, màu hồng, mình thấy không? Đúng chuẩn hồng phần. Không hồng. Đào Thi Lịch hoa 10 giờ đậm. Da
không hồng lúa không hồng gì, đúng chuẩn hồng phẩm cho em. Vũ Thanh Thúy hoa 10 giờ đậm 2 áo. Quyên Đỗ hoa 10 giờ đậm. Hồng phấn cho em nha, chị nào lấy thì các chị có hồng phấn cho em. 20 giờ đậm em có không ai phẩm cho các chị ơi. Vân Bạch hai áo hoa 10 giờ đậm, Vân Linh hoa 10 giờ đậm. Đồ cúc 23. Hoa 10 giờ đậm em có cúc 3m7, chị nào lấy comment giúp em. Kim Anh vải áo mẫu mặc. Cho em là hồng phấn, chị nào lấy hồng phấn thì các chị chốt hồng phấn cho em. Lê Dung hồng phấn. 230.000 một vải áo. Lê Linh hai áo hoa 10 giờ đậm. Thúy Như hoa 10 giờ đậm. Ok chị Eva Huỳnh đổi cho chị lấy khúc 3m7. Nguyễn Đào hồng phấn. Phương Đỗ hồng phấn 2 áo. Mấy chế ơi. Có điều gì mua xong đến thợ may còn nhờ. Thợ may giờ mua dùng vặn quá ra kìa. Khi nào lấy thì các chị chốt hồng phấn cho em nha. Giá cho em là 230.000 một áo. Thảo Phan thêm một áo hoa 10 giờ đậm. Ngân Nguyễn hồng phấn Trần Huệ hoa 10 giờ đậm. Em gọi là màu xanh dương, không phải xanh đen, không phải xanh e luôn nha. Hồ Liên hồng phấn. Chị nào lấy thì cái Lan Chiều chiều hoa 10 giờ đậm. Vicky Phạm hồng phấn. Nguyệt Bùi hoa 10 giờ đậm. Thương Nguyễn Hồng Phấn, Lê Khanh hoa 10 giờ đậm, Tiên Nguyễn Hồng Phấn 2 áo, Cao Thắng xanh dương 2 áo, Anna Nhung xanh dương. Mời đi, không mua mai mặc bộ kia xuống đây. Phương Ngô thêm 1 hoa 10 giờ đậm. Đến lúc mặc thì lại không còn hàng, mà đến lúc không có mặc thì lại còn hàng. Em có trắng tinh và trắng kem ạ. Trắng em mặc là trắng tinh đó chị. Đúng trắng tinh luôn, trắng tinh tương luôn, còn có trắng kem nữa chị ơi. Chữ nào lấy thì các chị chốt xanh dương cho em không thể hiểu được vì sao cái màu này mỗi ngoan lê xanh dương. Em bé các chị nó ế nhưng mà em mặc thì các chị lại hỏi. Nó ngộ thế không biết nữa. Chị nào lấy thì các chị chốt xanh dương cho em nha. Giá cho em là 1,230.000 áo. Giá ơi. Cho chị màu cho chị màu cái màu vừa vừa ơi cho chị nào. Em có trắng tinh và trắng kem, chị nào lấy trắng tinh hoặc trắng kem thì comment giúp em chốt luôn ạ. À. Em có đen luôn nha chị ơi. Tâm Tâm hồng phấn, Thanh Nguyễn trắng tinh. Vicky Phạm thêm một hồng phấn. Kim Vân Huỳnh xanh dương. Quỳnh Như hồng phấn. Sao cái màu xanh dương cứ mỗi lần em bán các chị lại thở hứng với nó. Cao Thắng trắng tinh 2 áo. Trắng tinh. Tím than cho em nha. Thì nào lấy thì các chị chốt tím than. Nói chuyện với các chị em không có đủ hàng để cung cấp cho mấy chế nhà mình đâu. Hai người tím than. Chị những mai tím than này mà chị may cả tím than siêu diamond. Hả? Chị may cả tím than siêu diamond. Mới đưa cho ông Phong xong một bộ nhưng mà có đại khái như là như cái màu tím than siêu diamond ấy, chỉ có một mình để em có bán cho các chị thôi. Cho nên là em sẽ mặc cái bộ tím than đó. Thôi cái màu nào mọi người không có em mặc kêu tất chơi cho vui gì đó. Nó phải thôi chứ em không kêu tất. Liên Nguyễn tím than, Phương Thảo Trần tím than 2 áo, Cao Thắng tím than 2 áo, Tùng Huyền dịch vụ tím than 2 áo, Lưu Liễu tím than, Tiên Nguyễn xanh dương, Trần Thị Phượng tím than, Lê Thị Mỹ Tiên tím than. Còn mặc để mà bán mà không kinh doanh nha. Các chị biết tính em may ăn. Lê Thị
Loan Lê Thị Kim tím than hai áo Nguyễn Đào hồng phấn. Em không có ra được cho áo dài của em đấy. Để lại Nguyễn Hoa tím than. Quế Phương Trương tím than. Maria Loan tím than. Khi nào lấy thì các chị chốt tím than cho em nha. Trời ơi đẹp lắm các chế ơi. Đây. Ngọc Thắm tím than, Hoài Lan tím than hai áo. Xuân Tì tím than. Không đẹp mà không tưởng luôn đấy chứ. Chị nào lấy thì các chị chốt cho em là màu da cà phê 230.000 áo cho em nha. Xanh ngoài cùng là xanh dương nha chị ơi. Da cà phê cho em, chị nào lấy thì các chị chốt da cà phê cho em. Còn màu này là màu nhà em gọi là màu xanh cổ bình này các chị. Nhưng mà cái màu của lụa Thái Tuấn ấy, cái so ra với bảng màu của lụa Hai Nhe, hai cái màu nó không có liên quan gì tới nhau luôn. Nguyễn Vi 27 áo mẫu mặc. Da cà phê cho em nha. Chị nào lấy thì các chị chốt da cà phê cho em nè. Nguyễn Giao da cà phê. Rồi em đưa màu có màu đen đâu vậy? Có đen, bỏ đen ra đây cho các chị nhé. Với lại em có màu đợt trước ấy, em có bán cho các chị được là màu hoa 10 giờ. Mà đợt này nó đứt hàng mấy chế ơi, chưa có hàng về lại. Cho nên em đang đợi đó chứ, em bán các chị một lúc luôn chứ có áo hai áo bán không có bỏ. Nó đen này, phải nói là đẹp như nhung luôn đấy chị, đẹp lắm. Nguyễn Phương Trinh tím môn. Xuất sắc luôn, mặc là ta nói là ai mà mua rồi nha các chị. Phạm Thị Lệ Thủy xanh dương. Khoe với bạn bè một cái xong. Nguyễn Xanh vải áo mẫu mặc. Em có đen. Và màu này các chị tốt em là màu xanh. Oanh Thương thương oanh đen. Chu Huyền tím than. Cao Thắng đen 5 áo. Các chị khác mới vui lòng comment giúp em màu và số điện thoại nha các chị ơi. Các chị ơi cho em là xăm cổ bị. Thanh Nguyễn trắng kem và đen. Minh Trung xanh cổ vịt. Nguyễn Tuấn đen. Hồng Hạnh Trần tím than. Nguyễn Nhàn xanh cổ vịt. Nào lấy thì đất thì chốt xanh cổ vịt cho em. Ghé cho em là 230.000. Tùng Hiền dịch vụ đen. Nguyễn Hàn dư bỏ. Kim Yến Huỳnh xanh cổ vịt. Hà Trần xanh cổ vịt và trắng kem. Phúc Nguyễn đen. Rồi mấy cái màu lẻ lẻ cái trong em đưa ra đây cho mấy chị nào chưa mua, chưa đang bị thiếu thì bỏ ra bán. Chứ mấy màu này thật không thì đợi thì lâu lắm. Diều Linh xanh cổ vịt. Anh Hòa xanh cổ vịt. Quế Phương Trương đen. Có được cái màu da đẹp ơi, đẹp đúng con sạc với chị tắm lắm đi chị ơi. Loan cho chị kia mấy chút áo luôn này nè. Sáu mươi bốn áo cái này ba tay. Nó con sạc cho người ta hết rồi chị ơi. Cho em là hồng da nha. Hàng Phan Thi 10 giờ đập. Cho em là hồng da nha. Cái Nguyễn Nhuận xanh cổ vịt. Minh Châu xanh cổ vịt. Nguyễn Thị Liên trắng tinh một bộ. Màu này các chị chốt cho em là màu tím cẩm. Đặng Hạ xanh cổ vịt hai áo. Hai áo. Cô này to lắm ha ơi.
vịt. Trời ơi cái màu nó đẹp. Còn đúng bố nào. Cầm cho em các chị ơi, tím cầm cho em. Bích hàng hàng tím cầm. Đấy ngay vào đi kiểm nha. 230.000 một áo các chị ơi. Tất cả là một hai tuấn dẫn tú đang làm. Đây mới là 100e này. Thùy Nguyễn trắng tinh. Đây mới chuẩn là 100e này chứ. Chu Huyền tím cẩm. Trần Chi tím cẩm. Tím cẩm có khúc tay nữa. Xăm e cho em. Hạnh phúc gia đình một xanh cổ vịt một đen. Mimi đổ đen. Nguyễn Nhuận xanh cổ vịt. Quế Phương Trương xanh e. Của tôi vô trắng kem. Màu này các chị chốt cho em là màu đồng mía. Nguyễn Lan tím cẩm. Màu đồng ý cho em nha. Giá cho em 230.000 một áo. Hay là còn không có chết. Nguyễn Hương Hoa 10 giờ đậm 2 áo. Hoàng Oai xanh e. Rêu còn 4 áo. Còn cho các chị bố này. Thùy Sang rêu một bộ. Một bộ em chốt hai áo nha chị Thùy Sang ơi. Màu này thì em gọi là màu gà. Không đụng hàng. Vân Hoa Nguyễn rêu. Sáng mây rêu. Tùy lại lắm nha, mỗi lần mời màu này nhất định là các chị cũng không mua luôn. Nhưng mà mặt tiền các chị sẽ hỏi được. Giá cho em giá 230.000 một áo. Nguyễn Hương vải áo mẫu mặc. Mà em có một hồng son best seller nhé. Hầu như là mấy màu này chị nào mà ngay từ ban đầu mà biết tới vàng này rồi đã mua hết rồi, mặc dù đó còn màu gì khác ngoài ra. Cho em đỏ đô. À, kia còn đỏ đô cái gì ạ? Đỏ đô còn hai bộ. Bùi Lan gạch hai áo. Hiền Lê đỏ đô hai áo. Nguyễn Giao gạch. Nguyễn Hoàng Phát độc vàng đồng mía. Lê Dung đỏ đô. Em đưa màu hồng son ra đây cho chị. Hồng Phạm đỏ đô. Hết đã rồi. Đỏ đô em hết các chị ơi. Không. Hồng son cho em nhá. Chị nào lấy thì các chị chốt hồng son cho em. Giá cho em là 230.000. Lê Nguyễn Cạch. Cứ từ từ. Cho nên là cái này có mười mấy màu à. Mỗi một lần em mặc là em bán hết. Cho nên em không năn nỉ các chị phải mua vải này.
thì thả này mấy em trẻ có nhiều để bác lần nghèn áo đâu có chết. Cho Nguyễn Anh cả. Nên là cứ vậy đi. Rất vui vẻ. Không hoảng. CC Rosie Hồng Son hai áo. Ồ Ánh Vân Hồng Son. Tường Vi trắng kem. Mỹ Huệ Hồng Son hai áo. Tổng mấy hồng son rồi? 4 hồng son. 5 hồng son chị. Trần Ngọc Ánh Hồng Son. Bên em bán đồ thấy tốn giá 230 ngàn một vải áo nha chị. Chị nào lấy chị các chị chốt hồng son cho em nha. Bây giờ cô nói này, 7 cái màu mà chiều sáng này nó đắt ấy. Nguyễn Công Bằng Hồng Son vào gạch. Thì cô coi là quyết định lấy màu nào bán thử cho các cô đúng một màu một duy nhất. Đặt đúng không? Màu hồng son vào gạch. Hôm nay á, em có nói với các chị là ngày mai thì em sẽ ra mắt các chị chất vải đó, nó giống 95% của bạn em mặc trên người này. Nhưng mà hàng em mặc trên người là hàng có thương hiệu, hàng Thái Quân. Còn hàng Chu Huyền Hồng Son so ra với một cái chất lượng như vậy mà các chị chỉ mua cái giá 130 ngàn áo, nó quá là đẹp. Còn bây giờ tin hay không tin thì tùy đến khi mặc rồi tính sau nhé. Nga Hồ Đen hai áo. Em coi thử coi là màu nào em sẽ quyết định bán cho các chị trước. Vân Hoa Nguyễn vải áo bố mặc. Con vàng đồng. Hả? Phải kia vàng đồng. Có vàng đồng còn hai áo. Vàng đồng chế mặc được trước có hai áo. À, Ngọc Ánh vàng đồng. Vàng đồng được chứ em mặc có này. Nguyễn Hương đen. Tường Vi đỏ ớt. Đầu này em mặc cái con áo màu duy nhất là các chị ơi. Liêu Liễu vải áo mẫu mặc một set. Phương Lê Hồng Son và gạch. Hồng kim vàng đồng và đen. Trên cái con kia. Màu đất với lại màu tím sẫm thôi đã rồi. Màu đen. Màu gì nữa? Vàng đồng. Vàng đồng em có rồi, thiếu cái hồng son. Đen. Em là vàng đồng, vàng đồng mấy thứ rồi. Giờ thiếu một cái hồng son thì là. Cái bill đấy này một đen nữa, có đen chưa? Ừ, em mới kêu là thả một cái đen với một cái hồng son xuống nó là đủ. Cho em một áo đen, một áo hồng son. Đấy là cái thứ chị với một áo hồng son. Đấy rồi. Anh Phụng gạch. Ni Nguyễn Xanh Đậu. Bác quên xin lỗi phải bác sĩ. Chị làm luật sư. Cho Nguyễn Anh thêm gạch. Lên xem một cái gì là hết hồn, không bao giờ phân biệt được. Nếu mà Nguyễn rồi. Sang đen. Nếu mà treo ở dưới sàn như vậy này, em cho cái gì đứng khoảng 3 mét luôn, các chị vẫn không thể phân biệt được. Vải 230 ngàn với vải 130 ngàn. Đen. Em như chị là hôm nãy chị có thấy chưa một cái màu nào? Dạ, kiếm một cái màu nào. Ra nói thôi, nó không để trên đây thì mình sẽ không lấy cho bạn. Để không thôi, đơn giản. Rồi, bỏ đây cho chế lên cái màu nãy như chị vừa nói ra rồi. Ừ. Đấy, lấy cho chị nha. Không bao giờ phân biệt được luôn. Mới bán demo cho các chế nhà mình mỗi màu đúng một cây một duy nhất thôi nha. Giá cho em 130 ngàn một áo, mặc là chỉ có một cây lòng người thôi nha mấy chế. Nếu mà nói về chất lượng đó, giá
giá thẳng em thấy ok, nhưng mà để mà so sánh từ 230 với giá 130 thì chắc chắn cái 230 nó phải đẹp hơn, điều đó là điều tất nhiên. Và em chỉ chấp nhận được ở cái mức giá đó, nhưng theo bản thân em thấy á, là vì á màu này không có, em cho về bán hết chị, màu này không có luôn, cho về bán hết chị, đặc biệt ngọc không thể có luôn, bắt buộc cho về bán hết chị thôi. 130.000 một áo cho em, chị nào lấy thì các chị chốt xanh ngọc 130 cho em nhé. Chiều nay mới đi mai sao, không biết ngày mai có mặc kịp hay không nha. Chị nào lấy thì các chị chốt xanh ngọc cho em. Giá cho em 130. Tâm Huy sang ngọc, Hải Dung Hà sang ngọc, Kim Phụng sang ngọc, Huyền Lê sang ngọc, Kim Nguyên sang ngọc, Nguyễn Hương sang ngọc. Sang ngọc cho em 130.000 một áo các chị ơi, chị nào lấy thì cái số sang ngọc cho em thì thôi. Đẹp lắm mới chế ơi. Rainbow Sương sang ngọc, Ngọc Thắm sang ngọc, Mạng Hoa sang ngọc, Ngọc Phượng xanh ngọc. Có được co giãn nha các chị, rũ, mượt, mịn. Ok chưa? Không cần phải nói nhiều luôn. Chị nào lấy thì các chị chốt xanh ngọc cho em. Quế Phương Trương xanh ngọc, Mimi Đỗ xanh ngọc, Sáng Mây thêm một xanh ngọc nữa, Nguyễn Đượm xanh ngọc. 130.000 một áo cho em, chị nào lấy thì các chị chốt xanh ngọc cho em. Và màu này thì các chị chốt cho em là đúng chuẩn nha. Chuẩn của em nè. Tím này nếu mà nói về tím pha giấy cũng xanh nguyên xanh ngọc một chút, nhưng mà nó không phải đậm nhá. Rất là đẹp. Thảo Ngô xanh ngọc, Thúy Nguyễn xanh ngọc, cực kỳ xuân sắc. Màu này các chị chốt cho em là gì? Giá cho em 130.000 một áo các chị ơi. Tí một Kim Nguyên thêm một xanh ngọc. Tí 130 cho Hải em. Hải Dung Hà thêm một xanh ngọc. Tí cho em nha. Lê Thị Mỹ Tiên xanh ngọc. Lê Dung xanh ngọc, Tâm Huynh tím, Lê Thị Thảo xanh ngọc, Hồ Liên xanh ngọc. Khi nào lấy thì các chị chốt tím cho em. Và màu này các chị Chi Lê ngọc tím. Tím một tay. Kim Nguyên tím một bộ, em chốt hai áo nha chị ơi. Tâm Bùi tím hai áo. Nguyễn Hiền tím, Bích Lê tím, Thanh Nguyên tím. Tím 130 cho em các chị ơi, nào lấy tím thì các chị chốt tím cho em nha. Giá cho em 130.000. Màu này các chị chốt cho em là màu đất. Dung Mỹ xanh ngọc, Tâm Phạm tím, Thơ Vũ đất, Nguyễn Dân tím hai áo. Nguyễn xanh tím ba áo. Chi Lê đất, Phương Minh đất hai áo. Đỗ Ngạn một tím một xanh ngọc, Ngọc Lan Trần tím, Nguyễn Thiên Lê tím một bộ, Hải Yến Trần đất, Nhã Phương tím, Thanh Nguyên đất, Huyền Vũ đất, Anne Hua
xanh ngọc một bộ, em chốt hai áo nha chị. Hà Nguyễn Đất hai áo, Nguyễn Nhuồn Đất, Anh Phụng Đất hai áo, Hạnh Dung Hà Đất hai áo, Phương Đỗ Xanh Ngọc hai áo, Nguyễn Xanh Đất, Ngọc Minh Đất, Thiên Ngọc Đất, Mimi Đỗ Đất hai áo, Thơ Vũ thêm một đất, Phương Nguyễn Đất hai áo, Dương Thị Vân Hương tím hai áo, Nguyễn Thị Huê tím hai áo, Ngọc Minh Đất, Diễm Lê Đất hai áo, Bích Lê Xanh Ngọc, Trung Hiếu Đất, Lan Trần Đất hai áo, Lê Chiến Đất hai áo, Quế Phương Trương Đất, Anh Phục tím hai áo, Nguyễn Mai Đất hai áo, Vân Hoa, Vân Hoa Nguyễn Đất, Nga Nguyễn Đất hai áo, Dương Phúc Diễm Đất hai áo, Bí Ngô Xanh Ngọc, Dương Uyên Trang em chốt tím cho chị nha chị ơi. Lấy cái hồng 230 cho chị. Rosy tím, Huyền Vũ thêm một đất, Hậu Lê tím, Tâm Bùi Đất hai áo, giá cho em 130.000 thôi các chị ơi. Trần Chi tím hai áo, xuất sắc nha. Mặc đi rồi mai mốt họ còn hay không đó thì biết chẳng luôn á, biết được còn hay không luôn các chị ơi. Chị nào lấy thì các chị chốt đất tím cho em, đất cho em, xanh ngọc cho em nhé. Giá cho em là 130.000 một áo. Rồi cái này mới hấp dẫn này. Này các chị, giá cao các chị 100.000 một áo thôi. Bí Ngô tím, đọc rồi thì còn bao nhiêu đưa xuống cho người ta ghép trước từ 1 tới 100 mà lại có nguồn xếp và thế nào. Anna Nhung tím, yeah. Vũ Điệp Đất chuẩn chưa, 100.000 một áo cho em. Em phải thôi nha các chị, mai còn bao nhiêu màu để cắt. Thô Đô Chin tím hai áo, trời ơi. Chốt đơn cho em 100.000, chiều nay mới chụp hình úp Facebook xong. Nguyễn Thị Huê tím hai áo, không biết làm sao để cho nó có thể nhớ được. T061 cho em giá 100.000, thì nào lấy thì các chị chốt T061 cho em. Trời Tâm ơi. Tâm tím, phải có đồ co giãn, không cần phải lót phải gì hết mấy chế ơi. Đâu, lấy một màu cho chị thôi. Hồng Phạm T061, Dung Kim Nguyễn T061, Tâm Huynh T061, Tuyền Thanh T061. Bộ này co giãn 4 chiều luôn đó các chị. Giá cho em 100.000 một áo, thì nào lấy thì các chị chốt T061 cho em nha. Mạnh Hoan T061, Julie Tuyết T061. Giá cho em 100.000 một áo nha mấy chế ơi. Nga Phạm Thị T061, Hành Trần T061, cái tên Phạm cái này cho chị buổi sáng. Anh Nguyễn Bảy áo mẫu mặc,
nói là buổi chiều. Trần Chi T061, Hậu Lê T061, Phương Thảo Trần T061, Linh Hoàn tím hai áo. Phạm Thị Ngọc Bích T061. T061 cho em nhé. Kiều Phương tím hai áo. Bao tầm này em còn cho các chị này. Cam hồng cắn sen, San Cuban và đặc biệt vàng đồng. Nhà em bán giá 100. T061 giá 100 chị Ngọc Bích ơi. Tối nay em sale cho các chị giá còn 130 ngàn một áo. Em có vàng đồng, hồng cánh sen, cam và San Cuban. Còn đúng 4 màu thôi mấy sếp. Vàng đồng này là trưa nay chưa hề bán luôn. Nó mới cắt trong cây ra để bán cho các chị luôn này. Bao giá vàng thôi. Áo chị Tú mặc lụa thay Tuấn cho chị Jenny đi phụng. Chuẩn chưa? Trần Chi thêm 2 tím. Dương Kim Nguyễn thêm 1 T061. Hồng cắm sen. Jenny Phục vàng, Minh Phúc vàng đồng, Nguyễn Nguyên vàng đồng. Khi nào lấy chị các chị chốt vàng đồng cho em. Giảm hẳn cho các chị còn đúng 130 ngàn một áo thôi. Khi nào lấy chị các chị chốt vàng đồng cho em. Ba áo vàng đồng. Chi Lê vàng đồng, Mimi Đỗ vàng đồng, Ngọc Uyển vàng đồng, Chi Lê hồng cánh sen, Minh Phúc hồng cánh sen, Dung Mỹ vàng đồng, Tô Đô Chinh vàng đồng, Mạnh Hoan vàng đồng. Thảo Hoàng vàng đồng, Phạm Thủy vàng đồng. Thanh Nguyên hồng cánh sen. Em có kem và San Cuban rồi các chị ơi. Kiều Phương vàng đồng, Hậu Lê vàng đồng, Đỗ Văn hồng cánh sen, Kim Nguyên vàng đồng, Nga Phạm Thị vàng đồng, Minh Phúc San Cuban. San Cuban còn còn 3 áo và 1 phút 3 mét 3. San Cuban còn 3 áo và 1 phút 3 mét 3. Vân Hoa Nguyễn hồng cánh sen và vàng đồng, Đông Tô Thị vàng đồng. Cái này mà để như vậy thì em Xuân Đào vàng đồng, Thanh Phan hồng cánh sen. Không trẻ một khi mà nó dọn đi rồi là rồi. Xác định cái đưa mấy đứa một nối luôn. Phạm Thủy hồng cánh sen. Cô nói là để ngọn nó vàng. Xuyên Nguyễn một vàng đồng, một hồng cánh sen. Tuyền Nguyễn vàng đồng, Nguyễn Thủy vàng đồng, của tôi gu cam, Vân Hoa Nguyễn xanh cô ban, Phạm Thủy xanh cô ban, Ngọc Lương xanh cô ban. Bốn áo xanh cô ban rồi, hôm nay thấy là một áo rồi, tổng có ba xanh cô ban thôi, cộng thêm bốn áo rồi, đúng chưa? Phương Thu vàng đồng. Đúng bốn áo xanh cô ban chưa? Yeah. Quế Phương Trương vàng đồng, xanh cô ban em hết rồi các chị ơi. Cô ban có 3 mét 3. Jenny Phụng hồng cánh sen, hồi nãy chị Jenny Phụng có vàng đồng rồi, giờ nãy hồng cánh sen. Tâm Huynh vàng đồng. Em còn một cam nữa các chị ơi, chị nào lấy cam thì chốt cam cho em nha. Cam 130 cho em luôn, chị nào lấy cam thì các Tâm Huynh xanh cô ban 3 mét 3. Em còn vàng đồng, còn hồng cánh Tâm Huynh cam, Jenny Phục cam. Chị nào lấy cam thì chốt cam. Chi Lê cam. Chị thấy em Nguyễn Thị Ánh Loan cam. Chia bịch như thế nào? Em đang chia bịch. Tùy thân của tớ.
sao nó vẫn còn đứng im như vậy. Thúy Nguyễn vàng đồng, Oanh Nguyễn hồng cánh sen, Thúy Nguyễn cam. Giá cho em là Phạm Thủy cam, Kiều Phương cam hai áo, Ca Thi Vương vàng đồng, Hậu Lê hồng cánh sen, Dương Thị Vân Hương vàng đồng hai áo, Thảo Hoàng cam, Bích Lê cam, Trường An hồng cánh sen, hồng cánh sen, lấy thì comment giúp em vải áo mẫu mặc ạ. À, đằng nào ngày mai thì nó cũng phải soạn từ 200 cho tới 400 mà.
xin lỗi, 90 ngàn một áo. Chị nào lấy thì các chị chốt T036 cho em. T036 cho em, giá 90 ngàn một áo nha các chị ơi. Chị nào lấy thì các chị chốt T036 cho em. Giá cho em 90 nha các chị nha. Trời ơi, tôi chỉ thấy tụi mày làm mà chị quen. 11 giờ rồi hả em? Ôi là trời. Vậy mà từ nãy giờ nhìn con mắt ra làm sao mới ngồi chưa thử người sao? Nên ngồi nói chuyện với đứa này. Trời ơi, một cái sự rối rắm kinh hoàng. Thay vì nó để gọn là nó không để vài rồi một đứa mai lại phải quẹn lại thêm cái đống bù nhù này nữa. Rồi sang nguyên cái đống chỗ kia nữa. Nói rất là đơn giản, chiều cái nào ra cái sọt vào đây đi, phân hẳn ra luôn. Cái nào ra cái đấy đúng chưa? Nó nằm ở trong cái sọt, cái gì thì cái chăng nữa nó cũng là một cái. Còn tụi mày đừng có quăng, tụi mày giỏi quăng lắm. Thế này có ngày chỉ cần một máng máy vào mặt cho một cái đường khổ đó. Giá cho em 90 ngàn một áo. Chị nào lấy thì có chị chốt T036 cho em nha các chị nha. 90 ngàn một áo cho em. Chiều nay mấy cái hàng mà chị có để lại rồi. Chốt đơn cho em giá 90 nha các chị nha. Chị nào lấy thì các chị chốt T036 cho em. Chị Phương T036. Ngọc Lan Trần T036. Giá cho em 90 ngàn một áo các chị ơi. Chị nào lấy thì các chị chốt T036 cho em. Không, mấy cái, cái này còn mấy mét nữa. Em hết khúc nẻ rồi chị Thiên Ngọc ơi. Cái gì vậy? 30 giờ đó. À nãy lấy cho chị em bao hình. Đỏ
ơi, Kim Thi Trần đỏ đô. Em còn 2 áo đỏ đô nữa. 11 giờ em tổ một. Hồng kim đỏ đô. Còn 1. Em đưa cái đen vàng cho thế thôi. Bùi Lan đỏ đô. Đỏ đô em hết rồi các chị ơi. Cho em đen vàng 50 ngàn một áo luôn. Và đó là sáng mai của tiêu chí 11 giờ mà chưa soạn xong rồi sẽ định đặt luôn nhá. Bởi vậy chị đã nói rồi, từ lý thuyết tới thực hành khó lắm. Đen vàng cho em 50 ngàn. Chị nào lấy thì các chị chốt đen vàng cho em. Chứ vậy hả? Mớ hồng bao mới đủ, mớ hồng bao nha. Các em trọng nhất của bài nhà Quỳnh đen vàng, Phạm Thị Ngọc Bích ba áo đen vàng, Winnie Nguyễn đen vàng. Thấy sai chưa? Thấy sai. Kim Loan đen vàng, Xuân Đào đen vàng, Linh Huỳnh đen vàng, Thanh Nguyên đen vàng, Nga Phạm Thị đen vàng. 8. Cứ như thăm thật nó. Eva Huỳnh đen vàng 10 áo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nãy số này là 10 áo rồi đó. Chốt phải 8 đâu. Nên chị Phạm Ngọc Bích đã 3 áo rồi. Nguyễn Thị Hồng Nhung đen vàng. Quản Trí đen vàng. Ngọc Phượng đen vàng. Thúy Nguyễn đen vàng 2 áo. Còn 4 nhưng ơi. Thiên Ngân đen vàng. Còn 4. Thanh Nam Nguyễn đen vàng. Còn 3. Nông Thị Vân đen vàng. Còn 2. Lê Xuân Diện đen vàng. Minh Hoa đen vàng nữa này em hết. Các chị nhớ cuộc hẹn với nhà em ngày mai nha. Buổi sáng vẫn diễn ra livestream bình thường cho các chị, nhưng buổi tối là chị giá giải thưởng một cây vàng sẽ